Theo Cục Thú y, tình trạng chó thả rông nhiều, tỷ lệ tiêm phòng thấp dẫn đến số ca tử vong do bệnh dạy đang gia tăng và có nguy cơ cao dịch bệnh dạy bùng phát. Bệnh dạy là bệnh lây truyền giữa động vật và người. Virus dạy có nhiều trong nước bọt của chó, mèo và động vật mắc bệnh, kể cả khi con vật chưa có dấu hiệu lâm sàng. Thời gian ủ bệnh dạy ở động vật có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tháng, nhưng trước 10 ngày phát bệnh, virus có thể gây nhiễm cho người và động vật khác thông qua vết cắn, theo đó, trong mùa nắng nóng, bệnh dạy trên chó, mèo có nguy cơ bùng phát mạnh nếu không được kiểm soát kịp thời. Cục Thú y cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước xảy ra 4 ca tử vong trên người do bệnh dạy tại 3 tỉnh, Lào Cai, Quảng Ninh và Gia Lai. Theo đại diện Phòng Dịch tễ Cục Thú y, Nguyên nhân hàng đầu khiến bệnh dạy gia tăng là do tổng đàn chó mèo cả nước hiện đã lên tới gần 7 triệu con, trong khi tỷ lệ chó mèo được tiêm phòng trung bình rất thấp, đạt khoảng 40%. Hiện chỉ có 13 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 70% tổng đàn. Quản lý chó lỏng lẻo cũng là nguyên nhân quan trọng làm tăng bệnh dạy. Bởi chó mắc bệnh dạy là chủ yếu chó không xác định được chủ, chưa được tiêm phòng vaccine dạy. Nhiều người nuôi chó không chấp hành việc đăng ký, nuôi nhốt dẫn đến tình trạng chó thả rông, không đeo dọa mõm khá nhiều trong khi đó chia sẻ tại hội nghị liên quan đến dịch bệnh trên gia súc gia cầm mới đây lãnh đạo ngành nông nghiệp nhiều địa phương cho biết số ca tử vong do bệnh dạy tăng đột biến trong thời gian qua có nguyên nhân từ sự chủ quan lơ là trong công tác quản lý theo dõi đàn chó mèo tỷ lệ tiêm phòng vaccine trên đàn chó mèo còn thấp việc chưa tổ chức được đội chuyên trách bắt chó thả rông vì thiếu nhân lực phương tiện chưa áp dụng các chế tải xử lý khiến tình trạng chó thả rông còn phổ biến theo cục thú y để khẩn trương kiểm soát các ổ dịch bệnh dạy trên động vật đang xảy ra phòng ngừa các ổ dịch mới phát sinh và lây lan trong thời gian tới các tỉnh thành phố cần tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh dạy theo quy định